Xin chào mừng các bạn trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Hôm nay giới thiệu với các bạn hai cái loại hoa hồng rất là phổ biến ở nước ta. Đó là bên trái là hoa hồng điều cổ và bên phải là hoa hồng đào cổ. Hai cái hoa hồng này về cơ bản là các bạn đi mua rất là hay bị nhầm vì nó cũng na ná như nhau. Tuy nhiên là riêng cái hoa hồng điều ấy thì bao giờ nó cũng cánh hoa nó cũng có cái màu hồng sậm, màu hồng cánh sen sậm hơn là hoa hồng đào. Hoa hồng đào thì khi mà mùa đông, tức là mùa nó đủ lạnh ấy, thì nó cũng rất là hồng nhưng mà nó vẫn nhạt hơn so với hồng điều. Đấy, các bạn nhìn bên phải là hồng đào, bên trái là hồng điều thì các bạn nhìn cái sự khác biệt rõ ràng. Cái cánh của cái lá hoa hồng điều thì nó cũng mỏng hơn là hoa hồng đào, lá thì nó to hơn một chút. Đó, rất là nhiều bạn đi mua hoa bị nhầm. Mà thậm chí rất là nhiều cái đồng chí bán hoa cũng nhầm luôn. Cũng giới thiệu là đấy là hồng đào cổ nhưng thực tế ra nó là hồng điều cổ. Đấy, cơ bản là hai loại này nó cũng đều đẹp như nhau. Nhưng mà hồng đào cổ thì nó phát triển mạnh hơn là hồng điều cổ. Hai loại hoa hồng này nó đều là hoa hồng nội của chúng ta. Nó đều mang cái vẻ đẹp thuần khiết. Có cái mùi hương rất là đặc trưng. Mùi hương rất là đặc trưng của hoa hồng nội. Đều rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn đấy, trong vườn của Hoa Vườn Nhà thì trồng rất là nhiều cái loại hoa hồng, đặc biệt là hồng đào cổ và hồng điều cổ. Bây giờ là tầm đầu tháng 10 âm lịch, tức là khoảng độ mùng 10 tháng 10, hôm nay chính xác là mùng 10 tháng 10 âm lịch, thì hoa hồng rất là đẹp, khoe sắc. Thời tiết thì nó cũng ấm áp, nó rất là phù hợp với cái sự sinh trưởng và phát triển của hoa hồng. Như các bạn ghé thăm kênh Hoa Vườn Nhà thì các bạn đã thấy là rằng là những cái dòng hoa hồng này được đông đảo người chơi lựa chọn để chơi trang trí cho cái căn nhà của mình. Thì về cơ bản thì những cái hoa hồng này rất dễ chăm, ít sâu bệnh và sức chống chịu của nó rất là tốt. Đây các bạn nhìn đây, nó nở rất là nhiều. Nó nở hàng loạt luôn. Đó, nó nở hàng loạt luôn nhé các bạn nhé. Qua cái clip này thì Hoa Vườn Nhà cũng mong muốn là các bạn đi mua hoa hồng thì đừng có bị nhầm lẫn giữa hoa hồng đào và hoa hồng điều nhé. Một cái kiến thức rất là nhỏ thôi nhưng mà các bạn hãy để ý cái màu hoa, để ý cái kiểu lá để các bạn phân biệt được. Cái thân của cái cây hoa hồng đào nó phát triển cũng nhanh hơn là hoa hồng điều, thân nó to hơn. Nó nhanh tạo thành, ví dụ như chúng ta xây dựng tán chi thì nó sẽ nhanh thành tán hơn. Xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Hoa Vườn Nhà.